Cán Phí Đất Việt chúc các bạn một buổi tối vui vẻ nhé. Và các bác đang thấy ở trong cái video này là cái mẫu áo lồng họa mi kaki bộ đội, màu xanh bộ đội, rất là đẹp, rất là thích. Đấy. Với cái vải áo mềm mịn và độ dày vừa phải, rất thích hợp cho chị họa mi như các bác đang nhìn thấy ở đây. Đó. Vải rất là đẹp nhé các bạn. Đây đang là buổi tối trong nhà. Khi dùng cái vải áo này ấy, thì chúng ta mang con chim đi dãi dượt, hay là xách chim đi chơi, hay là kể cả để ở nhà đi chăng nữa thì con chim rất là tĩnh. Đấy. Và cái màu xanh bộ đội này thực sự là mình rất là thích. Đấy, rất là thích. Vải mềm, mịn. Đây, các bạn nhìn. Hạn chế chim mắc móng rất là tốt. Các bạn xem nhé, kéo lên một chút. Đây. Cái vải rất là mềm mịn này. Thì các bạn theo dõi trên kênh YouTube Cám Chim Đất Việt. Đó. Và gọi điện trực tiếp cho Cám Đất Việt theo số điện thoại ở đây. Đấy. Là bạn nào có muốn lấy những cái dạng cám mi chòe màu, liên hệ gáy, liên hệ trực tiếp với Cám Đất Việt nhé. Đấy, theo số điện thoại ở đây. Cảm ơn cả nhà. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ.